cái main board, đó là những cái gọi là cái nền tảng để chúng ta sửa main sau này. Trước khi mà vô cái bài chính thì chúng ta cũng ôn lại chút xíu về cái điện tử. Thì nói chung chúng ta cũng cái video trước cũng giới thiệu cho anh em rồi, mainboard chúng ta là một cái cầu nối để cấu gom lại tất cả những linh kiện điện tử để cấu tạo thành một cái mạch logic của một cái mainboard. Đó. Và nó sẽ hoạt động thì chúng ta dựa vào cái phân tích cái trình tự xuất hiện khối nguồn để chúng ta dựa vào chúng ta sửa theo từng giai đoạn, thì lúc đó chúng ta sẽ không bị gói và chúng ta sẽ sửa một cách rất là khoa học ha. Rồi, như trên hình ảnh đây, về những tụ điện, điện trở, MOSFET và transistor và diode thì sẽ nói sơ lại cho chúng ta, cho những anh em mà mới đó, sẽ có một cái nhìn nhận nó rõ ràng hơn. Thì về cái video mà đầu tiên linh kiện điện tử cũng gửi trên nhóm chúng ta đó, thì ở đây sẵn cũng nói cho chúng ta biết luôn. Chúng ta cố gắng nắm thật vững những điện tử căn bản ha. Rồi, bây giờ sẽ đi đến đó là phần thứ nhất, đó là cái điện tử căn bản nè. Nói chung gì nó cũng không khó gì cả. Đối với điện trở thì ở đây cái video này cũng nói rất là nhiều. Điện trở chúng ta luôn lúc nào cũng nhớ nó là dùng để cản trở dòng điện. Cái dòng tải là dòng ampere. Còn về phần điện áp mà nó muốn thay đổi từ cao xuống thấp là bắt buộc phải người ta sẽ cấu tạo nó một cái cầu gọi là cầu phân áp. Chúng ta cái cầu phân áp. Thì đối về cấu trúc của cầu phân áp thì chúng ta buộc chúng ta phải nhận dạng được đầu trên của trở thiên. Trở trên là có nguồn cấp vào này, là VCC. Ở đây có thể là ở mức cao 1V hay là 2V hay là 3V3, vân vân. Còn ở dưới gọi là trở gánh buộc phải có một chân nối mát thì chúng ta mới thu chính giữa này một cái cầu phân áp. Chúng ta nhớ đó là cấu trúc. Đối với dòng main H61 D2 thì chúng ta thấy là hầu như người ta sẽ sử dụng cầu phân áp rất là nhiều. Đối với dòng main PC H61, H81, nói chung là main PC nói chung luôn đó, là nó sử dụng cầu phân áp và mạch so sánh vào những cái gọi là khối nguồn quan trọng trên mainboard. Ví dụ như ở đây.